Xin chào các bạn, hôm nay mình có chia sẻ cái video mài lấy bén một cây dao, kỹ thuật mài cơ bản của mình thì mình chia sẻ với các bạn. Đây là một cây nakiri hàng thô mới mài, gọi là mài mài phá. Vấn đề của cái này bây giờ là cần mài xóa xước và mài tách vân. Rồi sau đó là lấy bén. Thì như bình thường xóa xước bằng cái loại đá này, độ mịn từ 600 đến 800 grit. Rồi sau đó mình mài hoàn thiện bằng đá kinh 1000 hoặc 1200 dùng để lấy bén và cũng tách vân thêm. Còn nếu các bạn dùng quy mô gia đình thì các bạn chỉ cần dùng cái loại đá 600 đến 800 này, dùng tách vân là rất là ok rồi. Trên video mình sẽ test cụ thể cũng như là chia sẻ cái kỹ thuật mài của mình. Thế là kỹ thuật mài của mình thôi. Thì kênh của mình bán rất nhiều các loại dao. Một tháng mình trải qua số lượng dao mài tay rất là nhiều. Mình có các loại đá nào chất lượng, đá nào hay thì mình sẽ chia sẻ. Bạn nào có nhu cầu thì mình cũng bán các loại đá đó. Đây là cái loại đá mà mình muốn giới thiệu. Thì bây giờ mình sẽ tách vân cái này. Đá này nó có những cái hạt cát rất là bám thép. Mài nghe tiếng bám thép. Rồi cảm giác như nó có các hạt tinh thể thạch anh, cảm giác là như vậy, nó bám rất là mạnh. Đây là một cây nakiri thép dây trắng, dao mới mài thô, chưa có mài bén, chưa mài tách vân. Thì mài dao các bạn cần lưu ý là như mình mài, mình sẽ đẩy cái vị trí mài này, nó sẽ dọc theo cái viên đá như thế này. Một số bạn sẽ mài như thế này, tức là vị trí cái điểm tiếp xúc này, tiếp xúc bàn tay trái của mình này, thì nó sẽ không ở vị trí ở giữa tâm đá. Thì với một số cây dao mỏng thì khi chúng ta ấn lực vào đây thì nó sẽ bị cong ở điểm này. Các bạn hình dung nó sẽ bị viết cái đầu này xuống và nó sẽ cong điểm ở giữa lên. Cho nên là điểm tiếp xúc của nó sẽ không có ăn vào đá. Mà bằng cách duy nhất đó là chúng ta lên mài ở vị trí như thế này, đẩy trượt lên như thế này. Rồi khi vào vị trí trong này thì chúng ta cũng đưa nó vào đây và ngón tay của mình cũng đẩy trượt theo cái vị trí đó. Chứ chúng ta không đang mài ở đây mà muốn mài ở đây thì chúng ta lại đưa như thế này là không hợp lý, mà chúng ta phải đưa tay vào đây để lúc nào tay của mình cũng để trên bề mặt của đá. Rồi vị trí trong cùng này chúng ta để tay vào đây. Thì đây là kỹ thuật cơ bản. Và một cái kỹ thuật cơ bản nữa rất là quan trọng là cái ngón tay của mình lúc nào cũng tiếp xúc ở điểm này, vị trí này, thì nó sẽ luôn cố định được cái mép dao nó in trên mặt đá này. Mình muốn nhấn mạnh các bạn cái vị trí ngón tay cái này, các bạn đánh dùng lại nhé. Mình sẽ làm như này. Đá rất là ăn thép. Thì với một cây nakiri các bạn chỉ cần chia làm 3 khoảng như vậy, ở mũi, ở giữa và khoảng này. Đây là mới tách vân thô, các bạn nhìn cái lưỡi dao của nó xóa xước rất là tốt. Cơ bản nó đã xóa hết được xước. Đến mặt bên thì một số bạn sẽ mài như thế này, vẫn dùng tay phải để cầm cán, nhưng mà với mình thì mình mài nhiều mà mình mài quen rồi, các bạn nên cố gắng tạo thói quen cho mình tay trái cầm cán dao, ngón tay cái cũng vẫn tiếp xúc ở đây, đẩy như này, chia làm 3 khúc ra.
Như vậy là mình chỉ mài qua có một lát thôi là cái vấn đề xước ở hai bên nó đã được xử lý hết. Xóa xước rất là nhanh, viên đá rất là chất lượng. Tiếp theo thì mình sẽ tách vân thêm bằng đá kinh 1002. Đây là viên đá kinh 1002. Kỹ thuật mài vẫn như vậy, chia làm 3 khúc và các bạn tiếp xúc tay ở đây, ngón tay để vị trí này, ngón tay cái. Đẩy dọc theo viên đá. Đây là sau khi tách vân bằng đá kinh 1002, các bạn nhìn thấy nó rất là rõ nét. Với quy mô gia đình thì các bạn chỉ cần mài với viên đá màu vàng này thôi. Còn nếu mà các bạn muốn thẩm mỹ hơn, đẹp hơn thì các bạn mài bằng viên kinh 1002 này. Bây giờ mình qua cái mặt bên này. Kỹ thuật mài cũng vẫn như vậy. Là chúng ta sẽ để chia làm 3 điểm. Và ngón tay cái sẽ để vị trí này. Các bạn đừng có nghĩ là mình sẽ mài nhanh sắc nhé. Các bạn cứ cố gắng làm sao là để cho cái lưỡi dao này, này. Nghĩ làm sao, kỹ thuật làm sao để cho nó trượt lên mặt viên đá này. Và lấy đều mép hai bên. Sau rồi mình tính lấy việc lấy sắc sau cùng ở đầu lưỡi. Thực ra là mài sắc một cây dao nó cũng không có gì là khó khăn. Khi các bạn bỏ một chút thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về nó. Đây là lưỡi dao sau khi tách vân với đá kinh 1002. Vấn đề còn lại sau cùng mà các bạn mài dao, vấn đề sau cùng là phần đầu lưỡi này. Hiện tại mình đã mài tách vân như vậy là đã rất là bén rồi. Thì để bền cho lưỡi dao và mình khuyến khích nên như vậy là các bạn bước sau cùng, các bạn lên mài đứng lưỡi dao hơn một chút, tức là tăng góc mài giữa đá và lưỡi dao lên một chút để mình chỉ cần mài cái phần đầu lưỡi dao một xíu thôi. Mình sẽ nhấn mạnh với các bạn như vậy này. Thường mình mài là như thế này để tách vân, nhưng hiện tại sau cùng mình sẽ tăng góc lên như thế này. Để xử lý cái bao via, trong quá trình mài lưỡi dao ấy, nó sẽ hình thành ra cái bao via. Khi các bạn sờ như vậy, các bạn thấy những cái đường vân, đường tơ, đường sợi tơ này. Thì tiếp tục chúng ta quay bên này, chúng ta loại bỏ. Như vậy đối với mình là xong một lưỡi dao, chỉ qua hai bước đá. Còn các bạn có thể qua một bước đá với viên đá này, duy nhất một viên đá này